Chipu lại tâm sự tại Seoul, Trung Quốc. Mọi người đều nói tôi đừng hát nữa. Trong tập hậu trường của Đạp Gió 2023, Chipu cũng đã có những giây phút trả lòng với đàn chị cùng Lâm Na, khiến nhiều người chú ý. Chipu hiện vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi tham gia Đạp Gió 2023, chương trình nổi tiếng của Trung Quốc. Trong tập hậu trường vừa được hé lộ, màn tâm sự của Chipu khiến nhiều người chú ý. Chia sẻ tại hậu trường, ca sĩ cùng Lâm Na nói cô cảm nhận được sự nỗ lực của Chipu và động viên rằng cô có thể làm được tất cả mọi thứ nếu muốn. Ngay lúc này, Chipu tâm sự, cũng không hẳn là như vậy, vì có đôi lúc em muốn hát tốt hơn. 5 năm trước, khi bắt đầu trở thành ca sĩ, rất nhiều người đã nói em đừng hát nữa, bạn không thể trở thành ca sĩ đâu. Ngay cả bây giờ khi em hát, rất nhiều người vẫn nói như vậy. Lắng nghe tâm sự của Chipu, cùng Lâm Na lắc đầu phản đối và khẳng định em có thể trở thành ca sĩ, nhưng tại sao trước những chỉ trích em vẫn muốn mình đến chương trình này? Chipu trả lòng với đàn chị, em yêu cảm giác khi mình được đứng lên sân khấu. Ở Đạp Gió, em có thể tự tin, thoải mái thể hiện bản thân, bởi vì những người ở đây dường như chẳng biết Chipu là ai. Đáp lại lời này, cùng Lâm Na nhắn nhủ với Chipu, chị nghĩ em cứ vui vẻ, hạnh phúc hơn nữa. Cảm giác thoải mái đắm chìm vào đam mê thực sự rất quan trọng. Em có một nguồn năng lượng dồi dào, cùng khả năng tiếp thu và nắm bắt rất nhanh. Trong tập mới nhất ở màn công diễn 2 của Đạp Gió 2023, Chipu lần đầu tiên là đội trưởng cùng hai thành viên là cùng Lâm Na và Lưu Nhã Sắt. Đội của Chipu đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng với ca khúc Rosemary, bản gốc của Châu Kiệt Luân. Nữ ca sĩ đã có màn thể hiện ấn tượng khi đu dây và nhào lộn trên độ cao 8m. Sau khi kết thúc màn trình diễn, Chipu cho hay mình đã rất áp lực nhưng cũng cảm thấy đây là vinh dự đặc biệt khi được làm trưởng nhóm và đồng hành cùng hai tỷ tỷ quá tuyệt vời là cùng Lâm Na và Lưu Nhã Sắt. Chipu cùng hai tỷ tỷ cũng đã cùng nhau hát và tạo vũ đạo cho bài Một Con Vịt nổi tiếng của Việt Nam để kêu gọi bình chọn từ khán giả tại trường quay. Khán giả Trung Quốc thừa nhận Chipu chính là điểm sáng nổi bật của màn trình diễn này, mang về cho cả team 847 phiếu bầu, xếp vị trí thứ hai. Sau màn biểu diễn, khán giả Trung không ngần ngại dành cho người đẹp Việt Nam nhiều lời có cánh. Chipu được khen ngợi sự đầu tư, khả năng dẫn dắt với cả đội. Sự liều lĩnh của Chipu tại chương trình cũng được các nghệ sĩ tham gia chương trình đánh giá cao. Các từ khóa liên quan đến tiết mục Rosemary và màn đu dây của Chipu cũng nhanh chóng vào top tìm kiếm trên mạng xã hội dưới Trung. Sau vài tập lên sóng, Chipu nhận được sự yêu mến của khán giả Trung Quốc. Cô thậm chí được fan Trung vây kín ở khách sạn. Nhiều người đã có mặt để ủng hộ, cổ vũ cho nữ ca sĩ Việt Nam. Sự thân thiện, nhiệt tình của Chipu rất được lòng khán giả tại đất nước tỷ dân. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàn Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!